chị Ngọc Thảo xinh đẹp đã quay trở lại đây. Số mới của bàn tay kỳ diệu lần này, các em biết chị sẽ hướng dẫn các em làm gì không? Ta-da! Các em thấy có dễ thương không? Kem này không phải là để ăn đâu nha. Còn có giveaway nữa. Sau khi coi hết tiết này, chị sẽ hướng dẫn mini game và sẽ tặng hai thanh que này cho bạn nào tham gia mini game và trả lời yêu cầu đúng nhất.